Nói về DK, chúng ta phải nhắc tới nửa đầu, nơi mà Nate bước qua chính thế giới. Và trong chính thế giới đó, thế giới để lại ấn tượng với mình nhất là thế giới của Kabuto. Trong thế giới Kabuto tồn tại một loài sinh vật là Worm. Bọn chúng cực kỳ nguy hiểm, không phải bởi khả năng tiến hóa, mà là khả năng giả dạng khi còn ở hình dạng sơ khai. Worm vẫn được giữ nguyên những yếu tố đầy nguy hiểm này khi trở lại trong series của DK. Yếu tố Worm giả dạng cũng được thực hiện rất tốt khi một tên Worm ban đầu xuất hiện, cũng như một tên Worm khác đã giả dạng hành chính DK và bị ăn ngập hành bởi anh. Vẫn như mọi thế giới khác, anh vẫn mang danh là kẻ hủy diệt thế giới. Những Rider ở đây được Narutaki thông báo về sự tồn tại của DK. Họ đã biết từ trước, trước cả khi anh đến thế giới này. Lần này anh đã chuyển hóa thành một tên lính Z quen, gia nhập vào tổ chức Z với hai nhân vật vô cùng cộm cán là Kami Arata lẫn một chỉ huy của lực lượng này, Commander The Bee. Một tập phim vô cùng hay, thể hiện rõ những plot twist trong câu chuyện, sự thật về người anh Tendo, hay chính xác là Commander Kabuto là ai, tại sao Commander The Bee lại có hình dạng như vậy, kẻ nào thật sự là Worm, và tại sao Kabuto lại hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một tập phim vô cùng gây cấn về đám Worm, cũng như về tình anh em đặc trưng nhất của series Kabuto. Và nhắc tới Kamen Rider, chúng ta không thể nào không nhắc tới những trận chiến mãn nhãn. Và tại thế giới của Kabuto, nơi thống trị bởi sức mạnh Clock Cup, sức mạnh giúp cho Rider gia tăng tốc độ của mình ở mức cực hạn. Cả GN lẫn DK sau khi đến thế giới này đều có những cách giải quyết riêng. Với đám Rider lẫn Worm sử dụng tốc độ, GN sử dụng khả năng đặc trưng của mình là tàng hình. Kẻ thù có nhanh đến mấy, khi đối mặt với một kẻ thù không có nhìn thấy được thì bọn chúng cũng gần như bó tay. Thậm chí anh còn áp đảo được Kabuto tại thế giới này bằng sức mạnh từ hai Rider là Aisa, Saga. Hai Rider được GN triệu hồi đều có khả năng nhắm bắn và khóa mục tiêu vô cùng chính xác, khiến cho tốc độ của Kabuto phần nào bị vô hiệu. Về phần DK, tới thế giới gần như cuối cùng, anh đã sử dụng lại hình dạng Kuga mà anh vẫn chưa xài khi đến thế giới của Kiva, Kuga Pegasus. Sử dụng khả năng tập trung cũng như những phát bắn vô cùng chính xác, anh đã dễ dàng hạ gục một kẻ thù với tốc độ nhanh hơn mình gấp nhiều lần, thể hiện khả năng thích ứng cũng như chiến thuật vô cùng chính xác. Trận chiến ấn tượng nhất trong cả tập phim chính là trận chiến đối mặt với Coder The Bee. Đối mặt với những kẻ thù có tốc độ, anh đã sử dụng tới hình dạng thứ hai của File Excel. Mặc dù có rất nhiều thông số, File Excel không thể nào nhanh bằng Kabuto, nhưng để đồng bộ hóa tất cả những series Rider, vì mình nghĩ làm Kamen Rider File và Kabuto, họ cũng không tính tới việc sẽ làm một series kỷ niệm, nên tốc độ của hai bên thể khác. Nhưng khi làm một series tổng hợp tất cả, những chỉ số này phải được đồng đều. Trận chiến giữa Fire Axel, Coder The Bee không làm chúng ta thất vọng. Hai Rider di chuyển cực nhanh và tấn công nhau làm cả sân đấu phải vỡ tan. Start up của Fire Axel chỉ duy trì được 10 giây. DK cũng hoàn toàn tận dụng được khoảng thời gian này để đánh ngang ngửa với The Bee, một trong những trận chiến tốc độ hay nhất trong toàn bộ những tập phim trong series DK.